Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Đạo Phật có phải tôn giáo không ạ? Có vị thầy nói đạo Phật không phải tôn giáo thì có đúng không ạ? Cái từ tôn giáo nó chỉ là một cái tên để đặt cho một cái đặt cho một cái tổ chức, một cái tư tưởng nào đấy mà hay là một cái tín ngưỡng nào đấy mà thế gian có nhiều người tôn thờ hướng theo một cái tín ngưỡng nào đấy, thì người ta có thể quy định cho rằng đây là tôn giáo, đây là đạo Phật, đây là đạo Tin Lành, đây là đạo Hindu, đây là đạo Hồi, đây là đạo Nho, đạo nào. Thì cái từ tôn giáo nó chỉ là một cái tên để đặt cho một cái tổ chức có cái sự giáo hội ấy. Thì với là một cái người Phật tử, mình cho rằng đạo Phật là một tôn giáo cũng được, mà mình cho rằng đạo Phật không phải tôn giáo cũng được, mình dùng cái từ gì để đặt cho đạo Phật cũng được, cái điều đó nó không quan trọng vì nó chỉ là cái tên mà thôi. Dù một cái người cho rằng đạo Phật là tôn giáo thì đạo Phật vẫn là đạo Phật, giáo pháp của Đức Phật vẫn như thế, chẳng có thay đổi gì. Hay một cái người nói rằng đạo Phật không phải tôn giáo thì đạo Phật vẫn là đạo Phật vẫn như thế, chẳng có thay đổi gì. Cũng giống như một cái người có thể có tên này, có thể có đặt sang một cái tên khác, cái tên gọi có thể khác nhau, có thể thay đổi, có thể người này gọi bằng tên này, người kia gọi bằng tên kia, nhưng mà cái bản chất của người ấy không có thay đổi gì cả. Còn nếu bây giờ mình đi cắt nghĩa của cái từ tôn giáo thì mình sẽ thấy là tôn ở đây có thể có cái ý nghĩa là sự tôn thờ hay là tôn kính. Thì tất cả các tôn giáo đều có một cái đấng giáo chủ để cho người ta tôn thờ, để cho người ta tôn kính. Vậy thì trong đạo Phật cũng có những cái đấng để cho mình tôn thờ, đó là Đức Phật, và cũng là một cái bậc để cho mình tôn kính. Vậy thì cái từ tôn ấy nó cũng có cái ý nghĩa, nó cũng phù hợp với đạo Phật. Còn giáo thì mình có thể nó có cái hiểu theo cái ý nghĩa là giáo pháp, là cái giáo lý, là cái giáo luật, là cái sự giáo hóa, là cái sự giáo dục con người. Vậy thì đạo Phật cũng thế, đạo Phật cũng có giáo lý, đạo Phật cũng có sự giáo hóa, đạo Phật cũng có sự giáo dục con người. Cho nên có thể gọi đạo Phật là tôn giáo thì có sai gì đâu, có mất gì đâu. Thì cứ coi đạo Phật là một tôn giáo đi, thế gian người ta đã quy định đạo Phật là tôn giáo từ mấy nghìn năm rồi, thế bây giờ còn phủ định nó là đạo Phật không phải tôn giáo. Nếu mà loại đạo Phật ra khỏi tôn giáo thì được cái gì, mà gộp đạo Phật vào tôn giáo thì mất cái gì, thì được cái gì. Cho nên là dân gian, thế gian đã dùng cái từ phổ thông coi đạo Phật là tôn giáo rồi, thì bây giờ mình cũng hãy cứ chấp nhận đạo Phật là tôn giáo đi. Phủ nhận đạo Phật không phải tôn giáo thì được cái gì mà phủ nhận. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Thị Ngọc Uyên. Con rất thích nghe sư giảng pháp, giảng về thiền, dù con chưa ngồi thiền bao giờ. Con từng bị rối loạn lo âu và trầm cảm, thì con có thể hành thiền được không ạ? Đầu óc con nhiều lúc căng thẳng lắm ạ. Nếu như mình là người có hiểu pháp, có niềm tin với pháp, có hoan hỷ khi thực hành pháp, và cái người có niềm tin, có hoan hỷ thực hành pháp, thì khi mình được thực hành pháp thì mình sẽ cảm thấy nó rất là hạnh phúc, nó rất là an vui, rất là thích thú. Vì vậy cho nên nó sẽ diệt trừ đi hết những cái lo âu, những phiền muộn, những căng thẳng ở trên đời. Thì những người như vậy thì thực hành pháp sẽ làm cho nội tâm được an tịnh, được định tĩnh, được an vui, sẽ diệt trừ được hết những cái sự lo âu, những cái trầm cảm trên đời. Thì mỗi người có những cái nguyên nhân khiến đến cái sự lo âu, bất an, trầm cảm. Thì nếu như mà mình có niềm tin với giáo pháp, được thực hành giáo pháp, nghe giảng giáo pháp, thì mình sẽ diệt trừ những cái nguyên nhân sinh ra lo âu trầm cảm ấy. Với người như vậy hành thiền thì có thể sẽ có lợi lạc, lợi ích và nên thực hành thiền. Nhưng cũng có một số người do cái sự trầm cảm nặng và cái người
có những người không có niềm tin, không có đức tin, không có sự hiểu biết về Phật pháp và cứ nghĩ rằng sự thực hành thiền có thể sẽ là cái phương thuốc để chữa cái bệnh cho mình, và cái sự thực hành ấy là gượng ép, là không có hoan hỷ, là mình chỉ mong sao ngồi một thời gian ngắn để cho nó hết bệnh rồi thôi, chứ không có cái sự tha thiết, tinh tấn, nỗ lực, không có mục đích, không có nguyện vọng, không có mong cầu cái sự thực hành để đạt được cái sự an vui, sự giác ngộ gì, thì cái người đấy, cái kết quả sẽ không cao với cái người mà không có đức tin, không có sự hiểu biết về, và không có mục đích chân chánh của sự thực hành thiền, thì sự thực hành ấy sẽ không có tốt. Còn với người mà có đức tin, có mục đích, có sự am hiểu được cái lợi ích của việc hành thiền, thì sự thực hành thiền ấy sẽ có lợi lạc, có lợi ích lớn. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Câu nói có thực mới vực được đạo có ý nghĩa như thế nào ạ? Có thực mới vực được đạo. Có thể, thực ra trong kinh thì không có nói câu này, nhưng mà có thể người ta đã căn cứ vào cái hình ảnh mà Đức Phật trước khi đắc đạo ấy, còn đang thực hành đạo, thì Ngài có tu cái hạnh nhịn ăn, là ăn rất là ít và tu khổ hạnh, thân thể gầy gò, ốm yếu, xanh xao, cạn kiệt sức lực. Và chính vì vậy, cái sự quá khắc khổ, quá khắc nghiệt như vậy, tu tập không có kết quả, không chứng đạt, chứng đắc được một cái pháp thượng nhân nào. Sau đó thì Đức Phật đã ngộ ra con đường trung đạo, từ bỏ cái nối tu khổ hạnh ép xác và tiếp tục ăn uống trở lại bình thường cho nó khỏe mạnh thân tâm. Và nhất là vào cái đêm cuối cùng trước khi thành đạo, Ngài nhận cái món cơm sữa của cái nàng Suchata cúng dường. Sau đó Ngài đến gốc cây Bồ Đề tu, và đêm ấy Ngài đắc đạo trở thành Phật Tam Minh Lục Thông. Thì từ ấy thì Đức Phật thuyết giảng luôn luôn đề cao đến cái vấn đề trung đạo, đó là không nên quá là nhịn ăn khổ hạnh ép xác, và cũng không nên quá hưởng thụ những cái dục nào đầy đủ quá, mà hãy sống ở cái mức trung bình, trung dung, trung đạo, đó là cũng có ăn uống cho nó có đủ sức khỏe để hành pháp là được rồi. Thì vậy cho nên về sau này nữa cũng rất là nhiều người cũng tu tập và cũng hay thực hành theo cái nối khổ hạnh khắc khổ khắc nghiệt, tức là ăn rất là ít. Và chính vì vậy cho nên nhiều người đã thức tỉnh nhắc nhở những cái người ấy rằng là có thực mới vực được đạo, có ăn thì mới đắc đạo được, có ăn mới tu được. Như Đức Phật đó, trước khi Ngài đắc đạo quả, Ngài cũng phải ăn đó, Ngài ăn cơm sữa, rồi sau đó Ngài hành thiền dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài từ bỏ cái nối khổ hạnh rồi. Nhưng bây giờ mình còn đi nạp lại cái nối khổ hạnh làm chi, mà phải thực hành theo trung đạo. Vậy nên là với người tu đạo, hàng ngày vẫn phải đi khất thực sinh ăn, có thực thì mới chứng được đạo. Nói là có ăn thì mới tu đắc đạo được, nhịn ăn cái bụng nó đói tu không đắc đạo được. Hiểu đơn giản như vậy thì là được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyên Phúc. Khi con hành thiền hơi thở, có ánh sáng từ điểm xúc chạm, gió ra vào lưỡi cánh mũi, ánh sáng mạnh chói. Sau đó, con hướng về tim để nghe nhịp đập. Một lúc sau, có ánh sáng mạnh mẽ từ tim. Con giữ ánh sáng ở tim đến lúc xả thiền. Như vậy có đúng không ạ? Vậy là không đúng nhờ. Hành như vậy sai, như vậy nguy hiểm, như vậy là bị loạn tâm ấy, không nên thực hành như thế. Mà cứ phải quan sát hơi thở ở trên cửa mũi này, nhận biết hơi thở ở trước mặt này thôi, tuyệt đối đừng có đưa ông dưới tim. Đưa ông dưới tim không đúng, không ai dạy như thế hết, đừng có thực hành thế. Vẫn phải nhận biết hơi thở vào ra, và tăng cái thời gian thực hành lên, buông bỏ những vọng tưởng, những tạp niệm, những phiền não, phải sống cho thanh tịnh, định tĩnh, duy trì và phát triển những cái thời thiền lên 2-3-4 tiếng. Khi nào ánh sáng nó liên tục được 2-3-4 tiếng như vậy, mới chú tâm sang cái ánh sáng nimitta ấy, duy trì nó liên tục nhiều ngày, mà lúc nào nó cũng sáng được ổn định,
liên tục không gián đoạn. Chỉ khi nào mà một cái người đến cái giai đoạn kiểm tra các thiền chi để xem là cái tự tướng này nó có xuất hiện dưới ý môn hay không, là cái chi thiền nó có sinh khởi hay không, thì người ta mới hướng về bên trái cái vùng tim đến một chút xíu, chỉ cái khoảng thời gian là 1 giây, 2 giây đến 3 giây thôi, chứ người ta không bao giờ giữ cái tâm ở dưới vùng tim cả, để xem là người ta có thấy được cái nimitta nó hướng xuống dưới không, các cái thiền chi nó có sinh khởi lên không. Thì người ta chỉ kiểm tra trong cái khoảng thời gian vài giây như vậy, chứ không được giữ cái tâm ở đó, mà phải giữ tâm ở trên cửa mũi này này. Sự thực hành như vậy nó không đúng nha, phải thay đổi ngay, phải từ bỏ ngay cái cách thực hành ấy, chứ nếu cứ giữ như vậy thì rất là nguy hiểm, không tốt. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Chí Chí Nhẫn trên Zoom ạ. Con đọc bài kinh chuyển phát luân, có một vài thuật ngữ con chưa hiểu, đó là liễu chi ba luân 12 chuyển. Kính xin sư từ bi chỉ dạy cho con ạ. Cái ba luân ở đây là gọi là tam, ba lần chuyển pháp luân ấy. Mỗi lần đều nói về 4 cái, đây là khổ ta đã biết, đây là Đức Phật nói, đây là khổ ta đã biết, đây là tập ta đã đoạn, đây là diệt ta đã chứng, đây là đạo ta đã tu. Đấy là luân thứ nhất. Luân thứ hai là hay là đây là khổ, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ đạo, đây là đạo đế. Thì đấy là cái cũng là một cái luân, luân thứ nhất. Luân thứ hai là nói là đây là khổ ta biết, ta đã đoạn, ta đã chứng, ta đã tu ấy. Còn đến cái lần chuyển pháp luân thứ ba là đây là khổ ông nên biết, tức là có cái sự khuyến hóa cái người khác. Đây là tập ông nên đoạn, đây là diệt ông nên chứng, đây là đạo ông nên tu. Đấy được gọi là tam chuyển pháp luân là vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Vân. Con thiền thời gian là 55 phút, bắt đầu lúc 22 giờ 30 phút. Con thiền trong phòng ngủ, để đèn ngủ nhỏ, phòng khá tối. Con thiền bảo hộ và thiền hơi thở xen kẽ. Có một lúc con không ý thức được mình đang ngồi thiền. Con thấy mình ở trong một không gian rộng lớn và lúc đó con tự hỏi mình đang ở đâu mà xa quá vậy. Trong không gian đó, con thấy ánh sáng vàng dịu và gần như không nghe bất kỳ âm thanh nào. Trạng thái kéo dài một lúc và con thấy hơi hoang mang. Đến một lúc sau, con mới ý thức được trở lại là con đang thiền. Trạng thái đó là sao ạ? Trạng thái ấy là thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác. Rơi vào cái trạng thái tâm hữu phần, trạng thái vô thức. Trạng thái ấy chẳng có lợi nào, lợi ích gì, do cái tinh tấn nó yếu, chánh niệm nó yếu nên nó rơi vào đấy. Do mình cứ chăm chú quá, căng thẳng cái tâm quá, trong một lúc sau nó bị đơ ra như vậy. Lúc sau như là mình không biết cách quân bình giữa tinh tấn với định. Mình chỉ cần tinh tấn vừa vừa thôi. Cũng khi mà nó định tĩnh vừa vừa phải thôi, nó phải được quân bình giữa hai cái đấy. Đôi khi mình tinh tấn thì tinh tấn quá, chăm chú quá, xong rồi đến lúc nó mệt rồi thì lại thì cái tâm nó lại giải đãi quá, nơ nà quá. Nên khi nó đờ đẫn quá, nó đơ ra thì lúc mà mình không biết gì nữa, là cái trạng thái như vậy. Còn vậy thì để cho nó khỏi rơi vào trạng thái ấy thì lúc nào mình cũng phải biết chú tâm vừa vừa, và khi nào chú tâm căng mình phải nhận ra cái mức chú tâm này là mạnh quá, cần phải giảm bớt đi một chút, cần phải nơ nà đi một chút. Khi nào cái tâm nó giải đãi, nó nơ nà hay là nó nhẹ quá thì lúc ấy mình cũng phải nhận ra cái sự nơ nà quá, cần phải chăm chú lên một chút. Và cái lúc nào cái tâm nó chú tâm vừa vừa, không mạnh không yếu, thì mình cũng nhận ra cái mức độ chú này là vừa vừa và duy trì đều đều như vậy. Thế là cái ba cái mức chú tâm như vậy mình cần phải thức tỉnh nhận ra để không bị thái quá vào cái mức độ này. Do mình bị thái quá vào cái mạnh quá hoặc yếu quá cho nên nó rơi vào trạng thái ấy. Nên là cần phải biết cách điều chỉnh cái chú tâm lại thì nó sẽ hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Cao Hoàng Khánh Băng trên YouTube. Liệu con có thể tập thiền ca si lá đất
bằng cách tưởng tượng, không cần làm bằng đất thật, được không ạ? Nếu mà chứng được tứ thiền rồi thì làm vậy được. Còn nếu không, nếu không muốn làm ca sĩ ở đất thì hãy đi ra cái chỗ nào đó có một cái mảnh đất nào đấy ngoài vườn hoặc ngoài đường đi, và cái nơi nào đấy mà có cái bức tường bằng đất, hay là kiếm được một cái khoảng đất ở đâu đấy thì mình có thể làm nhẵn cái mặt đất đó đi, dùng tay xoa chân dẫm cho nó nhẵn cái mặt đất đó đi, rồi lấy cái que vẽ thành một cái vòng tròn ở trên cái mặt đất ấy. Sau đó nhắm mở mắt ra nhìn cái đất ở trong cái tâm điểm vòng tròn đấy, sau đó nhắm mắt lại và hình dung ra và niệm đất 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 đất, làm như thế cho đến khi nào nó có được cái ánh sáng, được cái nimitta nó xuất hiện, thì từ lúc đấy thì mình không cần phải làm đất nữa, không cần phải nhìn vào đất nữa, mà từ lúc đấy mình chỉ cần nhắm mắt lại và cứ hình dung lại cái tướng đất và niệm đất đất một cái là nó lại sáng lên. Thì cứ như vậy mà phát triển, làm cho cái ánh sáng nó sáng lên thôi. Thì trong nếu mà làm được như vậy thì không cần phải làm casino đất. Còn nếu như mà mình không làm được như vậy, mình không phát khởi được cái quang tướng thì mà mình cứ tưởng tượng không, thì nó không chắc ăn lắm, không có kết quả được. Lúc mình không phải là mình niệm đến khái niệm mà nó đắc định được, mà mình phải hình dung ra được cái tướng đất, hình dung ra được cái hình ảnh đất và niệm trên cái tướng đất ấy, nó mới vào định được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Khang Hữu. Nếu con bị viêm mũi dị ứng mãn tính và nghẹt mũi thường xuyên, thì con có thể chọn đề mục khác trên thân để thiền định thay vì hơi thở được không ạ? Có thể được. Nếu như mình cảm thấy có trục trặc ở mũi thì có thể chuyển sang pháp thiền khác. Trên thân này cũng được, có thể thực hành thiền 32 thể trược, tóc lông móng răng da, da răng móng lông tóc, thịt gân xương tủy thận tủy gân xương thịt, niệm đi niệm lại những cái thân phận đấy cũng được. Và niệm sự chết trên thân, niệm bộ xương ở trên thân này cũng được. Nên tập các cái pháp thiền khác, rồi khi nào nó ổn định rồi, cái hơi thở của mình nó trở lại bình thường thì lại quay về hơi thở. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Người xuất gia không có tiền thì có hoằng pháp được không ạ? Người xuất gia có tiền chưa chắc đã hoằng pháp được. Người xuất gia mà có tiền nhưng không có trí tuệ, lấy gì để hoằng pháp? Mà người như Đức Phật đâu có cần tiền đâu mà Đức Phật vẫn hoằng pháp được đó. Các bậc thánh đệ tử thời Đức Phật có ai nhận tiền và vàng bạc đâu. Mà cái tài sản, cái tiền bạc của người xuất gia là cái trí tuệ ấy, là giới, là định, là tuệ, là giải thoát chi kiến, là cái trí tuệ ấy. Khi mà một cái người xuất gia ấy như Đức Phật đi giảng thuyết giảng Phật Pháp, thuyết giảng Phật Pháp rồi, có những người giác ngộ ra được giáo Pháp và thấy rằng giáo Pháp này có lợi lạc, có lợi ích, và người ta muốn cái giáo Pháp ấy có lợi lạc, lợi ích cho thế gian. Cho nên những người cư sĩ Phật tử tại gia sẽ bỏ tài sản tiền của ra, người ta xây dựng nên những tịnh xá, những giảng đường, những pháp đường, rồi thỉnh mời các người xuất gia về đấy để thuyết giảng Phật Pháp. Đấy là cái người cư sĩ Phật tử tại gia mà có tiền thì có thể hoằng pháp theo cái cách nó là xây dựng những cái tịnh xá, chùa chiền, rồi sau đó thỉnh người xuất gia đến thuyết pháp. Như vậy thì sẽ có lợi lạc, lợi ích cho đời. Còn đối với người xuất gia thì không nên nghĩ rằng có tiền mới hoằng pháp được, mà người xuất gia nên nghĩ rằng là mình cần có trí tuệ thì mới hoằng pháp được. Người xuất gia chỉ lo cái việc rèn luyện, phát triển trí tuệ thôi. Còn những cái liên quan đến tiền bạc thì đấy là để cho người tại gia, cư sĩ Phật tử tại gia muốn làm lợi lạc lợi ích cho đời thì làm việc đấy. Như ông cấp cô độc viên bỏ tiền của vàng bạc ra xây dựng tịnh xá kỳ viên, rồi thỉnh Đức Phật về đấy thuyết giảng Phật Pháp. Chứ Đức Phật thì không cần phải có tiền.
mà cần có trí tuệ thôi. Vậy nên đối với người xuất gia thì như ong đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa nấy mật, bậc thánh đi vào trong nàng. Như vậy, người xuất gia không nên làm mất cái niềm tin, hay không nên làm tổn hại đến những cái tài sản, hay là không nên khuyến hóa, khuyến khích, hay là moi móc những cái người, những Phật tử tại gia phải cúng tiền vàng bạc cho mình, vì cái điều đó sẽ làm tổn hại đến cái đời sống, niềm tin của những người Phật tử, và có thể khiến cho những người thế gian người ta công kích, phỉ báng, tạo ra cái sự bất hạnh cho chư thiên và nhân loại này. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Sơn Nguyễn. Rơi vào hữu phần và hôn trầm giống nhau hay khác nhau ạ? Rơi khi nào mình hôn trầm ấy, mà hôn trầm ở cái mức độ là tâm nó bị hôn trầm thì nó có hai loại. Một cái tâm nó nờ đờ thôi, nó cũng là hôn trầm. Còn cái thụy miên, tức là thì namitta là cái trạng thái thụy miên, thì cái đấy là nó rơi vào cái trạng thái mà nó ngủ chập hẳn đi một tí, tức là nó không còn biết gì nữa, thì cái trạng thái đó là hoàn toàn rơi vào hữu phần. Còn cái lúc mà hôn trầm ấy thì là nó mới chỉ là cái trạng thái nó buồn ngủ, nhưng nó chưa ngủ hẳn. Còn cái trạng thái thụy miên là nó ngủ hẳn đi. Vậy cho nên gọi là hôn trầm thụy miên. Thì thụy miên là rơi hẳn vào tâm hữu phần. Nhưng có cái trạng thái của một cái người hành thiền, nó rơi vào hữu phần mà nó cũng không phải hôn trầm thụy miên, thì nó cũng có. Có những người thì thường thường cái trạng thái rơi vào hữu phần thì lúc nào nó cũng đi vào đi ra, nhưng nó ở trạng thái tỉnh táo thì không nói làm gì, nhưng mà nó rơi vào đấy và nó trú ở trong đấy rất là lâu ấy, thì cái điều đấy mới ảnh hưởng. Có những người rơi vào cái trạng thái của tâm hữu phần mà nó cũng không phải hôn trầm, cũng không phải là thụy miên, mà nó là một cái trạng thái không biết gì cả. Lúc cái vị đấy quên, ví dụ đang quan sát hơi thở quên luôn hơi thở, đang quan sát cái tự tướng, cái ánh sáng quên luôn cả ánh sáng, chẳng biết là mình đang làm gì nữa, chỉ biết là mình nó đơ đi đâu ấy. Thì nó cũng có cả cái trạng thái đấy. Vậy thì có những lúc mình hôn trầm thụy miên, nó cũng cái thụy miên thì nó cũng có lúc nó rơi vào hôn trầm đập vào tâm hữu phần, nhưng cũng có lúc mình rơi vào hữu phần nhưng mà nó cũng chẳng phải hôn trầm thụy miên. Nên là nó có những cái trạng thái khác nhau như vậy. Cứ lúc nào tâm mình tự nhiên rơi vào một cái trạng thái mất ý thức thì đấy là đang rơi vào cái trạng thái tâm hữu phần. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lam trên Zoom. Khi con hành thiền định với hơi thở, con không cảm nhận được điểm xúc chạm tại cửa mũi. Vậy con chỉ cần đặt và chú tâm tại cửa mũi và không cần điểm xúc chạm, đúng không ạ? Cái điểm xúc chạm để mình biết đó là cửa mũi, mình biết đó là cái hơi thở nó ở cái điểm đấy. Còn có những người đã quá quen thuộc với hơi thở rồi, mình chỉ cần tác ý đến hơi thở là mình sẽ thấy luôn luồng hơi thở mà không cần thông qua điểm xúc chạm thì cũng được. Những người thực hành lâu ngày rồi, người ta chỉ cần nghĩ đến hơi thở cả, thì là tâm nó hướng ngay lên trên cửa mũi và nó nhận biết hơi thở vào ra. Vậy thì cứ cái tâm mình nó cứ chú được vào hơi thở, mà hơi thở nó đúng vị trí ở trên mũi thì nó mới là hơi thở. Còn có những người quan sát hơi thở nhưng mà nó lại không ở mũi mà nó lại là ở trong người mình, trong mũi hoặc là trong ngực hoặc là dưới bụng phòng xẹp mình, thì cái hơi thở đấy nó là phong đại. Thì để tránh tình trạng là nó chạy theo hơi thở vào trong người mà trong cái phong đại này, cho nên là mới chú trọng nói rằng cần phải quan sát hơi thở ở điểm xúc chạm là ở cửa mũi đấy. Còn nếu như mình chắc chắn là mình quan sát được hơi thở ở cửa mũi rồi thì dù mình không để ý đến điểm xúc chạm cũng được, không sao. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Tâm. Khi ngồi thiền liên tục cảm nhận về các thọ của thân thì có những hạt kalapa sinh lên và diệt đi rất nhanh. Vậy mình làm sao quan sát chúng để thấy được các sắc chân đế ạ?
khi ngồi thiền mà nó có một chút limita hay là một chút ánh sáng, khi mà mình nhìn vào ánh sáng mình cảm giác như nó có các cái hạt hạt hạt, nhưng mà đấy nó không phải là kanapa. Ai mà nhận rằng đó là kanapa thì là bị tà kiến, bị ảo tưởng và thực hành bậy bạ không đúng. Chỉ khi nào mình thực hành được thiền tứ đại, mình thực hành được các đặc tính của tứ đại, đất tính cứng thô nặng mềm bị nhẹ, nước chảy dính lửa nóng lạnh gió đậy nâng ở trên thân này rồi, và mình thực hành chứng đắc được thiền tứ đại rồi, sau đó mình mới đi xuyên vào trong cái thân này, mình mới thấy các cái hạt sắc có hạt trong hạt mờ, rồi mình phải phân tích được tứ đại đất nước lửa gió trên các cái hạt kanapa ấy nữa, thì lúc đấy nó mới là hạt sắc, nó được gọi là hạt kanapa. Khi nào mình thấy được trong một hạt ít nhất là nó có đủ 8 yếu tố, nó có đất, có nước, có lửa, có gió, có màu, có mùi, có vị, có dưỡng chất ở trong đấy. Còn có thể nó có 9 hoặc 10 yếu tố hoặc nhiều hơn nữa. Mình phải phân biệt, phân tích, tuệ chi được tất cả các yếu tố ấy trên mỗi hạt kanapa, cho nghiệp sinh, tâm sinh, thời tiết, vật thực sinh. Nó phân tích ra được thì đó mới là những hạt kanapa. Còn nếu như mình mới chỉ thấy được những cái làn khói nó mờ mờ, nó bay bay ở đấy thì đó chưa phải là những hạt kanapa. Nếu mình nhận như vậy là bị nhận lầm tưởng và không nên thực hành như vậy. Thực hành như vậy không chứng đắc được mà chỉ sinh ra tà kiến ảo tưởng thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Cao Hoàng Khánh Băng trên YouTube. Trạng thái của tâm sơ thiền sẽ có cảm giác như thế nào ạ? Sơ thiền là ni dục ni bất thiện pháp. Chứng và ân chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc. Đấy là cái hỷ nhé. Hỷ rất sung mãn, lạc rất sung mãn. Mà hỷ lạc ấy nó sinh ra là do ni dục sinh. Hàng ngày mình chỉ có hỷ lạc do tham dục thôi. Mình chưa trải nghiệm cái trạng thái hỷ lạc do ni dục này. Trạng thái này hỷ lạc do năm giác quan nó không tiếp xúc với cái cảnh ngũ dục ở thế gian, mà nó là một cái trạng thái do nó chú vào một cái cảnh sắc liên tục không gián đoạn, và đó là trạng thái ni dục ấy. Thì khi nào mình vào được cái trạng thái đấy thì mình mới biết được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Bình Nhiên. Con đã hành hơi thở một thời gian nhưng tự thấy bản thân không thể theo dõi được hơi thở, nên con đã quyết định chuyển sang ca si lá trắng dựa theo hướng dẫn trong thanh tịnh đạo. Con làm vòng tròn màu trắng, khi mở mắt thì con nhìn vòng tròn, khi nhắm mắt con niệm trắng trắng, con thấy ánh sáng lờ mờ xuất hiện, mờ rồi sáng lên chút rồi lại mờ, ánh sáng không ổn định, lúc thì là những mảnh sáng rời rạc, lúc thì là mảnh sáng lớn, con không thấy vòng tròn xuất hiện. Con xin sư cho con hỏi, lúc nhắm mắt con có cần phải liên tưởng đến vòng tròn màu trắng không ạ? Hay chỉ cần nhắm mắt rồi niệm trắng trắng là được ạ? Nhắm mắt vào và vẫn phải hình dung đến cái ca si lá trắng đấy, đến cái màu trắng đấy. Nghĩa là mình hình dung được đến cái màu trắng đấy là được rồi. Nó tròn hay nó không tròn thì không quan trọng. Nhưng mà nó phải có cái tướng trắng đấy, có cái hình tướng màu trắng nó xuất hiện ở trong tâm đó. Thì khi mà mình niệm thì đồng thời cái tâm nó cũng sẽ nhớ đến màu trắng. Mình niệm đến khái niệm thì tâm nó cũng sẽ tưởng nhớ lại cùng với cái niệm đấy thôi. Có thể là rõ, có thể là do mình không nhận ra. Nhưng nó phải có cả cái niệm đấy và cái hình ảnh đó, niệm trắng 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 như vậy. Nếu như ánh sáng nó chưa ổn định thì cứ tiếp tục hình dung ra cái ca si lá trắng đấy và niệm, cho đến khi nào ánh sáng nó liên tục được cả 1-2 tiếng thì lúc đấy nó mới chắc ăn. Thì lúc đấy mình có thể chú vào cái ánh sáng trắng ấy và vẫn niệm trắng trắng để cho nó sáng rực lên. Khi nào mà nó phải sáng rực lên được thì lúc đấy mình phải mở rộng cái ánh sáng ấy ra khắp không gian, sau đó chú vào một điểm và cứ chú ở trên cái ánh sáng đó và phát triển, làm cho ánh sáng ấy nó dần dần nó tăng trưởng lên. Rồi nó liên tục lên được 1 tiếng thì tăng lên 2 tiếng thì tăng lên 3 tiếng. Rồi dần dần khi nào mình có thể duy trì được nó suốt ngày suốt đêm thì lúc đấy mình mới đắc, mới chắc chắn.
Còn nếu như mà nó còn lờ mờ, lúc có lúc không thì nó còn rất là yếu, cần phải thực hành nhiều, cần phải miên mật thì dần dần nó sẽ tăng lên. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Người hay đi du lịch thì có bị tổn phước không ạ? Người nếu đi du lịch, thì nó có nhiều cái mục đích, nó có nhiều cái ý nghĩa, nó có nhiều cái cách thức, và mỗi người có những cái cách đi du lịch khác nhau. Có những người đi du lịch tạo ra được phước lớn, tạo ra được công đức lớn. Có những người đi du lịch thì tạo tội. Có những người đi du lịch thì tổn phước. Nó còn tùy từng người. Có những người đi du lịch nhưng mà là đi để chiêm bái, để đảnh lễ các thánh tích, để hướng đến những cái, để có cái sự là cung kính, cúng dường, nó khởi lên được những tâm thiện. Tức là khi mình đi du lịch mà đến những cái vùng nào, nơi nào mà có những bậc thánh nhân, có những bậc chân nhân, có những bậc thiện nhân, và mình khởi lên được cái tâm thành kính, được cái tâm cung kính, được cái tâm hoan hỷ, khởi lên được cái thiện tâm hợp với trí tuệ. Nên đôi khi người ta đi du lịch, người ta mở mang ra được nhiều cái trí tuệ, người ta hiểu biết ra được nhiều cái. Người ta như là một cái người đến cái nơi Đức Phật đản sinh, người ta được nghe rằng nơi đây có một vị thái tử ra đời với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và vị ấy sau này đã trở thành một vị Phật chánh đẳng giác. Vị ấy đến gốc cây Bồ Đề tu tập chứng Tam Minh Lục Thông. Rồi vị ấy thuyết giảng giáo pháp Tứ Thánh Đế ở vườn Độc Quyền. Rồi vị ấy đã nhập Niết Bàn ở thành Kautina. Đây là những thánh tích của các vị ấy. Khi đi du lịch những cái nơi như vậy, mình được nghe nói đến những bậc thánh nhân như vậy, cuộc đời sự nghiệp cao cả, thánh thiện như vậy, mình khởi nên thiện tâm, khởi nên trí tuệ, thì đi du lịch đấy là tăng trưởng công đức, tạo thêm được công đức phước lành, sau này được hưởng cái phước lành ở cõi nhân thiên. Cũng có người đi du lịch thì lại tăng trưởng thêm tội lỗi, như là cái người đấy đi chơi bời, cờ bạc, rượu chè, hưởng thụ ngũ dục, nhảm nhí say sưa, đánh nhau, chửi nhau, làm những việc xấu xa bậy bạ, thì người đấy lại tạo ra tội đọa vào địa ngục, quỷ súc sinh. Hay là có những người đi du lịch chỉ là để hưởng thụ với những cái niềm vui dục lạc ở thế gian, thì nó không có lợi nào, không lợi ích gì. Cái này nó tùy từng người. Có những vậy thì cũng không nói rằng đi du lịch là sẽ tổn phước, hay là hay đi du lịch là có tội hay không tội. Mà cái đi đâu đấy, cái việc đi đấy thì nó không quan trọng, mà đi đến đâu, mình làm cái gì, và cái tâm của mình nó khởi lên tâm thiện hay bất thiện, thì cái nó tội hay phước nó mới sinh ra từ đó. Đi đâu mà nó sinh ra được cái tâm thiện, sinh ra trí tuệ cái thiện này, thì đó là mình sẽ tạo ra được phước. Đi đâu mà nó tăng thêm những phiền não tham sân si, tăng thêm những tội lỗi, những bất pháp bất thiện ấy, thì là tạo ra tội. Chứ không có phải quy rằng cứ đi du lịch là tổn phước hay là có phước. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Con là một giáo viên dạy múa cho trẻ con. Tác ý của con là giúp cho trẻ nhỏ phát triển trí não và giúp cho các con có sức khỏe tốt. Nhưng con đọc được trong kinh là người ca sĩ Vũ Công khi chết bị đọa xuống địa ngục. Vậy liệu nghề giảng dạy của con có gây ác nghiệp không ạ? Đức Phật có cái bài nói vì có một cái vị đấy, vị làm cái nghề ca sĩ vũ công suốt cả cuộc đời. Vị ấy mới đến hỏi Đức Phật rằng là con làm cái nghề như vậy thì khi chết sinh thú của con như thế nào? Và con sẽ sinh về đâu? Thì lúc đầu thì Đức Phật không trả lời vì nó đụng chạm đến những người làm cái nghề ấy. Vị ấy nói, gạn hỏi đến lần thứ hai, Đức Phật không trả lời. Và vị ấy cố tình gạn hỏi đến lần thứ ba, vì Đức Phật mới nói rằng ta đã không muốn trả lời, nhưng vì cố tình hỏi thì ta mới trả lời rằng những người nào mà làm cái nghề ca kỹ, ca sướng khiến cho người khác khởi nên cái tâm tình dục, khởi nên cái tâm tham ái, tham luyến, tức là trong những cái bài hát, những cái điệu múa ấy khiến cho con người ta khởi nên những cái tâm tham dục,
khởi lên cái tâm tham đắm với ngũ dục, tham đắm với cảnh sắc, tham đắm với âm thanh. À, những cái vì vậy cho nên khi chết họ phải đọa vào địa ngục. Và nếu như người ta có tà kiến rằng mình làm cái nghề này là cao thượng, cao quý, được sinh thiên, thì sau khi ra khỏi địa ngục lại còn phải làm súc sinh. Thì không phải là bài hát nào cũng làm cho người ta khởi lên cái tâm ái luyến với ngũ dục, tham đắm với ngũ dục. Thì có những cái bài hát là người ta luôn giáo dục những điều tốt. Có những cái điệu múa nó cũng không, nhất là đối với trẻ nhỏ, đối với trẻ con thì nó chưa khởi lên những cái tâm tham dục lạc, nó cũng lớn như là với những người đã trưởng thành. Người đã trưởng thành người ta có những cái bài hát nó kích động cái lòng tham dục và lan tỏa cái sự tham dục đấy, khiến cho cả cái xã hội này hưởng ứng sự tham dục, chìm đắm trong tham dục. Thì đúng là những người ấy sẽ đọa địa ngục thật. Còn có những cái bài hát chỉ làm cho cái con người ta tăng giáo dục, giáo hóa, khiến cho con người ta trưởng thành, khiến cho con người ta lành mạnh, có những cái tâm lý lành mạnh, thì những cái đấy nó không phải là truyền bá tư tưởng xấu xa, thì không sao. Thì các vị chư thiên người ta vẫn đàn ca múa hát, dâng cúng dường Đức Phật. Đức Phật cũng chẳng chỉ trích gì mà. Nên là cũng không phải là ai ca hát cũng là xấu. Chỉ khi mình ca hát những cái điều nó nhảm nhí, làm cho tâm ý con người ta bị si mê tán loạn, thì mình mới tạo ra những cái tội đọa địa ngục. Còn khi mà mình làm những cái việc ấy, nhưng mà đó là những cái việc lành mạnh, không có khởi lên những cái tâm tham ái, tham dục, thì chắc là không phải mang cái tội đọa địa ngục. Nên là đừng quá là lo lắng. Có biết lo lắng, biết hiểu Phật Pháp thì cũng tốt. Vậy thì mình biết chọn lọc những cái điệu hát, những cái bài múa gì đó mà nó có sự giáo dục điều tốt, và nó tránh xa những cái điều nhảm nhí ra, thì sẽ không xa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Những lúc con không ngồi thiền mà vẫn cảm nhận người con rung nhẹ, có lúc đầu thấy hơi ong ong, vậy con phải làm như nào cho đúng ạ? Có khi cái thân nó ở cái trạng thái khinh an, nó nhẹ nhàng, và đôi khi mình ngồi nó vẫn có cái trạng thái mà nó nắc nghiêng qua nghiêng lại, thì cái trạng thái đấy thì không sao hết. Biết rồi thì mình cố gắng giữ nó lại, vì cái lúc cái thân này nó quá nhẹ và nó quá khinh an mình, cho nên mình hay như vậy. Còn có những người do nó bắt vào cái tứ đại ở trên thân, do cái tâm mình hay chú trên cái thân này, nó bắt vào những cái đặc tính gì đó, nhất là phong đại, nó cứ đẩy qua đẩy lại. Thế thì lúc đấy mình đừng có đưa tâm dưới thân này nhiều nữa, mình chú tâm vào một điểm nào đấy ở trên trước mặt, hoặc là hướng tâm ra bên ngoài, chánh niệm tỉnh giác với một cái pháp ở bên ngoài, quán thân trên ngoại thân, chứ cũng đừng quán thân trên nội thân nữa, nhưng quán tính sinh diệt gì đó ở bên ngoài thì nó sẽ hết đi, hết cái trạng thái đi. Nên mình cứ để tâm ở trên thân nhiều, nó tạo thành cái lực đẩy trên thân nhiều, thì nó rung rung ở trên thân, mình hướng tâm ra bên ngoài thì nó cũng bớt đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Quang. Trong nhà có loài côn trùng gây ảnh hưởng đến cây cối, sau đó con bỏ các cây đó đi hoặc đem vào thùng rác. Như vậy, con có phạm giới sát sinh không ạ? Trong trường hợp có các loài côn trùng gây hại cho nhà cửa, thì con phải làm thế nào ạ? Nếu như mình có cái tâm sát sinh, có ý sát sinh, thì nghĩ là ta sẽ bỏ vào đây để cho nó chết ở trong này. Và nếu như vào đấy nó bị chết trong đấy thật thì mình phạm giới sát sinh. Còn nếu như mình cũng có ý nghĩ ta bỏ đây cho nó chết nhưng nó không chết, thì cái ý của mình là có cái ý ô nhiễm về sát sinh, nhưng nó chưa cấu thành tội sát sinh. Còn nếu như mình nghĩ là ta bỏ vào đây để cho nó sống, để cho nó đi chỗ khác nó sống, mình không khởi lên cái ý là giết nó, thì không phạm sát sinh.
dù nó có chết trong đấy mình không phạm, mình không có ý giết nó. Nó sát sinh thì là khi mình khởi lên cái ý muốn giết mà nó đã chết do sự cố ý của mình rồi, còn nếu không thì mình không phạm. Trong nhà mà có côn trùng ấy thì mình phải ngăn ngừa từ xa, đó là cái cách để làm cho côn trùng nó không vào nhà, làm các cái cửa chống côn trùng, cửa nới muỗi ấy, để mà ngăn không cho côn trùng nó vào, thì khỏi phải lo vì bắt côn trùng ra. Còn nếu nó đã vào rồi thì phải bắt nó ra, bắt từng con một, để cái vượt muỗi bắt từng con thả ra ngoài, vậy là nó sẽ không vào nữa. Con xin đọc câu hỏi của hàng giả Thanh Hà trên YouTube. Trong lúc ngồi thiền, con cảm nhận thân con bồng bềnh, trạng thái đó là sao ạ? Trạng thái đấy là do thân mình bắt đầu nó có hỷ, thì cái hỷ nó sung mãn lên thì nó thành khinh an. Cái sự khinh an là nó nhẹ nhàng, nó lâng lâng bồng bềnh như vậy. Nhưng mà mình đừng đưa tâm về thân thì nhiều, gom tâm về một điểm trước mặt, đừng đi theo những cái bồng bềnh đó, đừng đi theo cái trạng thái ấy, đừng mà để tâm đến nó, đừng bàn luận, đừng phân tích gì về nó cả, và cứ tiếp tục quan sát cái pháp thiền, hơi thở vào ra thôi, chứ đừng để ý đến nó. Để ý đến nó là nó sẽ bị đi sai pháp và cái trạng thái nó sẽ tăng lên. Còn mình quên nó đi, rồi dần dần mình quen nó rồi và cảm thấy nó là bình thường thì nó không sao nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trân. Một người đã thọ ngũ giới nhưng giới tà tâm nhiều lần, nay đã sám hối và không phạm giới nữa, vậy người ấy có cơ hội đắc thiền ngay trong kiếp này không ạ? Nếu sám hối rồi thì sẽ, nếu tu tập tốt và trong suốt cái thời gian tu tập ấy luôn luôn tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, không phóng dật, thì có cơ hội, có khả năng đắc thiền được. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Tu theo Phật giáo Nguyên Thủy thì có thành Phật được không ạ? Tu theo đạo Phật để thành Phật vẫn thành Phật được. Cái này là do nguyện của mỗi người. Có người thì nguyện là tu thành Phật chánh đẳng giác, thì vị ấy cũng nỗ lực thực hành các pháp ba la mật và cái tâm hướng đến là chứng thành Phật quả ở trong tương lai, thì vị ấy sẽ thực hành như một vị Bồ Tát vậy. Thì vị Bồ Tát vẫn thực hành đầy đủ các pháp giới định tuệ, hay pháp học, pháp hành, hay là các cái ba la mật, bố thí chỉ giới, xuất gia trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, quyết định chân thật, từ tâm sở thâm, ba la mật. Đều khi thực hành mỗi cái thiện pháp, những công đức gì, vị ấy luôn luôn hướng cái, luôn luôn phát nguyện, khởi lên cái ước nguyện thâm sâu ở trong nội tâm là ước nguyện mong tôi sẽ trở thành Phật ở trong tương lai, thì cái con đường ấy, cái nguyện vọng ấy nó sẽ thành tựu ở trong tương lai. Nếu như vị ấy cứ giữ được cái tâm nguyện ấy, không bị thối mất cái tâm nguyện thì sẽ thành. Còn vị ấy có cái nguyện vọng thành Bích Chi Phật, hay nguyện vọng trở thành Thượng Thủ Thanh Văn Giác, thì đấy đều là do tâm nguyện của mỗi người. Mỗi người có những cái tâm nguyện, có nguyện vọng khác nhau thì nó sẽ thành tựu những cái nguyện vọng ấy. Vậy thì tu theo Phật giáo Nguyên Thủy vẫn thành Phật được, vì nếu vị đấy có nguyện thành Phật thì sẽ thành Phật. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Trong bài kinh Đại Bát Liết Bàn có đoạn như sau: Rồi Thế Tôn nói với thợ sắt Kunda: Này Kunda, món ăn mộc nhĩ còn lại, ngươi hãy đem chôn vào một nỗ. Này Kunda, ta không thấy một ai ở cõi trời, cõi người, ở ma giới, ở phạm thiên giới, không một người nào trong chúng sa môn và chúng bà la môn, giữa những thiên nhân ăn món mộc nhĩ này mà có thể tiêu hóa được, trừ Như Lai. Tại sao những món vật thực này được ông Kunda chuẩn bị sẵn, nhưng sao chỉ có một mình Đức Thế Tôn là có thể tiêu hóa được ạ? Đấy là bữa ăn cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn. Vì khi Đức Phật đêm cuối cùng nhập Niết Bàn, cho nên chư thiên khắp
các thế giới đã tập trung về để cúng dường lên Đức Phật bữa ăn cuối cùng. Thì thợ rèn Kunda dâng cái món mộc nhĩ lên Đức Phật, nhưng mà các vị chư thiên đã tẩm những cái thức ăn chư thiên vào đấy quá nhiều, quá mức. Vì vậy nên là với một người khác ăn sẽ không thể tiêu hóa được, vì cái thiên thực, thức ăn chư thiên nó quá mạnh. Quá mạnh, nó vượt khỏi cái sự khả năng tiêu hóa của người khác. Nên chỉ Đức Phật mới, vì cái ba la mật công đức của Đức Phật, thần lực Đức Phật quá lớn, nên Đức Phật mới có thể tiêu hóa được. Đó là những chú giải thì đã giảng giải sau này về cái món ăn cuối cùng của Đức Phật như vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom. Con hành thiền một thời gian dài nhưng không thấy có sự tiến bộ. Khi hành thiền, con hay bị kiểm soát hơi thở, sau đó thì lại bị hôn trầm cả thời thiền hoặc bị phóng tâm. Nếu không có sự tiến bộ, con có nên ngừng việc hành thiền một thời gian và tập trung cho các công việc phụng sự nhiều hơn để tích lũy phước đế, phước để hỗ trợ cho các sự tu tập thiền sau này được không ạ? Thiền, chính cái nguyên nhân là kiểm soát hơi thở đấy, nó sinh ra những cái trạng thái không tiến bộ khác. Nếu bây giờ mình bỏ được cái kiểm soát đi để cho nó tự nhiên ra thì là nó sẽ tiến bộ. Thì khi ngồi thiền, mình đừng nghĩ rằng là mình từng phán xét mình là ta ngồi thiền như thế này không thấy tiến bộ gì, tại sao nó không tiến bộ gì, sao ta ngồi kém thế này nhỉ. Thì cái trạng hối ấy, cái tâm bất an ấy, nó sẽ làm cho mình không được tự nhiên, không thoải mái, ngồi không có hỷ lạc, cho nên là nó không tiến bộ. Vậy thì khi ngồi thì mình đừng có nghĩ là ta phải được cái gì, ta phải tiến bộ cái gì cả, mà mình chỉ hoan hỷ, mình hài lòng trong cái sự thực hành thôi. Thì mình mới biết rằng vì mình có phiền não, mình có những tham sân si, có những cái khổ đau sinh tử, vì vậy cho nên mình cần phải ngồi thiền để giảm bớt nó đi, để gột rửa nó đi, để diệt trừ nó đi. Giống như người có bệnh phải uống thuốc, không thể nói là hay bây giờ uống mãi nó không khỏi, thôi không uống nữa, không uống nó cũng, nó bệnh nó càng tăng lên thôi. Nhưng không ngồi thiền, phiền não nó càng tăng lên thôi. Nên hãy ngồi thiền với cái sự tâm lý thoải mái, tự nhiên, đừng mong cầu và đừng trách móc, đừng tự hỏi tại sao ta không tiến bộ. Đấy, mà chị hỏi nè, trong lúc ngồi thiền này mình có khởi lên cái bất thiện gì không, có ác ý gì không, có ô nhiễm gì không? Và nếu như mình biết là mình ngồi thiền, trong lúc ngồi thiền tâm mình không hướng đến những cái bất thiện, mà nó chỉ hướng đến cái tâm thiện, vô tham, vô sân, vô si, thì như thế là tiến bộ, như thế là có tốt rồi. Và hãy cứ tiếp tục thực hành như vậy, duy trì như vậy, và cái tiến bộ nó tiến bộ ở trong cái đó, trong cái mỗi ngày cái phiền não giảm bớt đi, mỗi ngày cái tâm thiện tâm và trí tuệ của mình nó sẽ tăng lên, cái tâm nó thanh tịnh lên, đấy là tiến bộ, chứ không phải là phải đạt được cái gì mới là tiến bộ. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hà Đình Hải. Vòng duyên khởi hay 12 nhân duyên, trong đó có mắt xích, vô minh duyên hành. Hành theo con hiểu là hành động của thân, khẩu, ý, và có 3 trường hợp: hành thiện, hành bất thiện và hành không thiện, không bất thiện. Và tương xứng là tạo nghiệp thiện, nghiệp bất thiện và không tạo nghiệp. Xin sư giảng cho con 2 điều con chưa rõ. Nghiệp là hành động có tác ý. Vậy tại sao hành không thiện, không bất thiện lại không tạo nghiệp? Vì theo con hiểu, bất cứ hành động nào cũng cần có sự tác ý ạ. 2. Đức Phật là bậc giác ngộ, không còn tạo nghiệp, nhưng trong cả cuộc đời thuyết pháp của Phật đã tạo rất nhiều các hành về thân, khẩu, ý. Về thân, như khi Phật chăm sóc một vị tỳ kheo bị bệnh. Về khẩu là cả quãng thời gian thuyết pháp của Phật. Về ý là khi Phật quan sát nhân duyên của một người nào đó để độ cho người đó. Tất cả những hành động của Phật như trên đều xuất phát từ tình thương chúng sinh, muốn cứu vớt chúng sinh khỏi khổ sinh tử, tức là hành thiện. Vậy tại sao các hành đó lại không tạo nghiệp ạ?
cái vô minh duyên cho hành, là ý muốn nói là cái hành đấy nó để lại cái nghiệp, và cái nghiệp ấy nó có thể trở thành những cái nghiệp khiến cho một cái người đấy đi tái sinh sang kiếp khác, nó trở thành sanh nghiệp, nó trở thành trì nghiệp, chướng nghiệp, tất cả những cái thiện nghiệp ác nghiệp ấy, đấy, nó đều sinh lên từ cái vô minh. Khi nào mình còn có cái sự chấp trước rằng cái thân nam muội này, đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta. Vậy cho nên là khi mà mình hành có một bất cứ một cái hành động gì đó về thân, thì mình sẽ nghĩ là ta đang làm việc này, việc thiện hay việc ác này, đây là ta làm. Có khi mình hành việc khẩu, ta nói lời thiện lời ác, ta nghĩ suy nghĩ thiện ác, vì nó có cái sự chấp là có cái ta ở trong cái thân, cái khẩu, cái ý này, nó có cái tham ái, có cái chấp thủ ở trong đấy. Vì nó có vô minh cho nên nó có tham ái, có chấp thủ ở trong đấy, cho nên cái hành đó nó tạo thành nghiệp thiện hoặc ác. Và đó là cái nguyên nhân khiến cho cái hành đó nó duyên cho thức danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu sinh não tử giải chết sầu bi khổ ưu não, là cái nguyên nhân nó sinh ra từ cái vô minh, cho nên có cái vòng tái sinh, có cái luân hồi tái sinh đến kiếp này đến kiếp khác, cao thấp khác nhau như vậy. Còn có những cái hành mà không để lại cái nghiệp gì cả, thân hành, khẩu hành, ý hành của những bậc đã đoạn trừ được vô minh như Đức Phật hay các bậc A-la-hán, khi làm bất cứ một việc gì, Ngài chỉ thấy là năm uẩn nó đang hoạt động trên thân uẩn, khẩu uẩn hay là ý uẩn này, nó đang vận hành, nó làm cái này, nó làm cái kia, nó làm những cái đấy có lợi lạc, có lợi ích, có hạnh phúc cho đời. Nhưng mà các Ngài không hề có cái chấp thủ là ta làm, ta nói, ta nghĩ gì nữa, mà vì đã thấy thấu suốt được năm uẩn này là vô thường, là khổ, là vô ngã, không phải là ta, của ta tự ngã của ta. Vì cái sự thể nhập với cái chánh trí ấy, vì cái sự giác ngộ rốt ráo ấy, cho nên những cái hành ấy nó không để lại cái chấp thủ, nó không để lại, khi không có thất chấp thủ thì nó không để lại cái nghiệp hữu, nó không để lại cái sanh hữu, không để lại cái sự tái sanh ở tương lai, và nó không tạo thành những cái hành nghiệp, nó không tạo thành cái nhân của cái tái sinh nào nữa, vì nó không còn chấp thủ. Thì khi nào mình còn chấp thủ thì nó mới để lại cái hiện hữu, để lại cái nghiệp hữu thôi. Còn mình không chấp thủ nó không để lại nghiệp hữu. Cho nên cái hành đó là hành vô ký. Hành vô ký nó sinh ra từ cái trí tuệ, không còn vô minh nữa. Vì vậy nên là nó khác nhau. Cho nên là cái vô minh duyên hành, đấy là những chúng sinh còn trong cái vòng luân hồi tái sinh. Còn đối với một bậc giác ngộ không còn vô minh nữa, thì nó không còn, thì tất cả vô minh đã diệt thì hành cũng diệt, thì nó không còn hành. Hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu sinh, não tử giáp chết, nó diệt hết, nó không còn gì nữa cả. Cho nên là chứng Niết Bàn là do như thế. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thái Thái trên Zoom. Cháu ở bên chồng của con bị trầm cảm do bị áp lực về tâm lý, tình cảm. Bố mẹ không nuôi, bà nội hay trách mắng. Tới nay, cháu đã 2 lần đòi tự tử. Nay, con đón cháu về ở cùng con, nhưng con muốn giải thích cho cháu về sự việc tự tử của cháu dựa trên pháp của Đức Phật ạ. Kính mong sư cho con lời khuyên ạ. Khuyên thì cũng phải tùy theo cái nhận thức, tùy theo tâm lý của mỗi người. Mình có thể khuyên bất cứ cái cách nào mà cái đứa bé nó có thể hiểu được. Có những đứa thì nó rất là thông minh, mình có thể khuyên được cả những cái pháp rất là thâm sâu, nói về cái nhân quả, về nghiệp báo, về cái sự luân hồi tái sinh, về để biết được rằng tất cả những cái điều bất hạnh, những cái không được thương yêu chăm sóc đấy, nó cũng đều sinh ra do những cái nghiệp xấu của mình. Đừng có trách ai, đừng có đổ cho ai, và hãy buông xả những cái chuyện tốt xấu, và khuyên nó hãy tu tập lòng từ, thương yêu tất cả mọi người, không oán hận ai, buông xả tất cả những cái chuyện đó. Nhưng mà cũng có người, có đứa thì nó không có thể hiểu được như vậy, thì chỉ có dùng những cái tình cảm thông thường, nói theo những cái đạo lý thường tình ở
ở đời. Đó là hãy cứ sống tốt, làm việc tốt thì sẽ đạt được điều tốt. Khi mình thương yêu mọi người thương yêu mình, sống tốt mọi người sống tốt lại với mình. Nhưng mà cái quan trọng nhất để đả thông được mọi cái tư tưởng bất mãn, mọi cái tư tưởng tiêu cực, thì đó chính là một cái người đấy phải có cái sự hiểu về nhân quả, hiểu về nhân quả trong cái tái sinh luân hồi. Nếu một cái người nào có niềm tin sâu về nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sinh, thì cái người ấy, người ta sẽ giải tự động, người ta giải tỏa được mọi những cái khổ đau phiền não ở trong tâm. Người ta giải tỏa đấy được rất nhiều cái, không oán trách, không than trách mọi người. Và cái người đấy, người ta sẽ tích cực làm những cái việc thiện, việc tốt, và sau đó người ta sẽ hoan hỷ. Thì vì với những cái việc tốt ấy, người ta biết rằng tương lai mình sẽ gặp những điều thiện này, những điều tốt này, do mình đã làm những việc lành, việc thiện này. Và khi làm những cái việc xấu, mình bị ấy cảm thấy ghê sợ, cảm thấy hổ thẹn, thì đó cũng sẽ là cái cách khiến cho cái tâm lý được thay đổi theo. Cái tâm lý mà cứ hướng về việc thiện nhiều, sống ở trong cái môi trường tốt, được luôn luôn được tiếp xúc với những cái điều tốt, nhất là trong giáo pháp, thì cái tâm lý sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, dần dần sẽ tốt lên. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ Bi. Nếu khi con bố thí vật thực cho hàng ngạ quỷ, là phần rau củ hư gia đình con không dùng được hay đồ ăn thừa, nhưng con có niềm tin vào Tam Bảo, tin vào nghiệp và quả của nghiệp, con có tâm kính trọng và tế độ hàng ngạ quỷ, con bố thí không làm khổ mình, khổ người hay chúng sanh, vật thực đó do nghề tránh mạng của gia đình con mà có, vậy con bố thí như vậy có đưa đến bất thiện nghiệp không ạ? Bố thí cho ngạ quỷ ý là phải bố thí phước, bố thí công đức. Chứ ngã quỷ người ta đâu có ăn được đâu mà cho thức ăn người ta. Người ta không ăn được thì nó vô ích. Thì dù mình có tâm tốt đấy, nhưng cái việc ấy nó không thành tựu. Mà ngã quỷ người ta cần là cần công đức, cần người ta cần phước lành. Muốn hiểu về cái cách bố thí cho ngã quỷ như thế nào, hãy đọc trong tiểu bộ kinh. Có cả một cái chương ngã quỷ sự, rất rất nhiều bài kinh nói về các cái hàng ngã quỷ. Những ngã quỷ ấy người ta sẽ tìm đến những vị sa môn, mà nó môn, hoặc tìm đến những thân bằng quyến thuộc, và người ta sẽ luôn luôn có một cái sự mong cầu, đó là hãy cứu tôi thoát khỏi nỗi khổ này bằng cách hãy cúng dường đến những vị sa môn, bà la môn có đức hạnh, có giới hạnh, những bậc thánh nhân, rồi hồi hướng công đức ấy cho tôi thì tôi thoát khỏi cái nỗi khổ đau này. Thì tất cả những cái thiên nói về ngã quỷ là như thế. Chưa có ngã quỷ nào đòi hãy cho tôi ăn cơm thừa hay là cho tôi ăn cháo, ăn canh gì hết. Vì người ta ăn không được à. Hay là có những cái ngã quỷ đó đến gặp cả các vị thiên thần và tôi đói lắm cho tôi ăn. Mà người ta đưa thức ăn ra một cái nó biến thành phân, biến thành nước tiểu. Khát mà muốn uống nước thì nó biến thành nước đồng sôi, biến thành máu. Thành mủ, không thể nào uống được, không thể ăn được. Đấy, ngay cả thức ăn chư thiên, các vị thiên thần muốn cho họ ăn, họ còn chả ăn được, cũng chỉ là con người. Cho ăn làm sao người ta ăn được, mà chỉ có công đức mới giúp họ thoát khổ mà thôi. Vậy muốn tế độ hàng ngã quỷ thì cần phải tạo ra công đức bằng cách lễ Phật, tụng kinh, cúng dường Tam Bảo, bằng tất cả những cái thành kính của mình, rồi hồi hướng cái công đức ấy, thì họ hoan hỷ với công đức ấy và họ được hưởng cái phước lành ấy, chứ không phải là cho họ ăn những cái thức ăn của mình. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngô Cảnh Nhân. Nếu không có cơ hội cúng dường tứ vật dụng tới chư tăng, thì con nên cúng dường vật gì và cúng dường như thế nào mà vẫn đúng pháp, giúp đem lại lợi lạc lớn nhất để hướng đến sự giải thoát ạ? Không có cơ hội cúng dường tứ vật dụng đến chư tăng thì hãy cúng dường bằng sự thực hành giáo pháp, bằng cách nghe giảng pháp từ chư tăng, thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ, và
mình hãy cúng dường này, tất cả những công đức do thực hành học pháp hành pháp xin cúng dường đến chư tăng, mong chư tăng hoan hỷ ạ. Thế là sự cúng dường cao thượng nhất. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube ạ. Mình gửi tiền cho tổ chức từ thiện hoặc các YouTuber quay các hoàn cảnh nghèo, rồi họ đưa tiền đến người nhận thì mình có được phước ít, còn người tận tay trao tiền thì được phước nhiều, đúng đúng không ạ? Cái việc ở để mà bố thí thì nó có nhiều cái, nhiều cách bố thí đúng thời, bố thí đúng lúc, bố thí đúng người, bố thí với tâm hoan hỷ, bố thí với lòng cung kính, bố thí với sự tận tay mình làm. Thì có thể là mình sẽ đầy đủ được tất cả những yếu tố ấy, hoặc là mình thiếu cái này nhưng mình có được cái kia. Chứ không phải là cái nào mình cũng sẽ hoàn hảo tuyệt đối được. Có khi là mình bố thí tận tay mình thì đúng là tốt, vì khi mà mình bố thí tận tay mình có đối tượng tọa nhận là con người đấy, và mình tận tay bố thí thì cái xúc cảm của mình nó cao hơn, cái hoan hỷ của nó lớn hơn, cái ấn tượng nó ghi nhớ lâu hơn, nên nó tạo nên những cái tốc hành tâm thiện mạnh mẽ hơn. Còn nhưng mà có những trường hợp ở quá xa mình không thể đến tận nơi mà bố thí được, mình có thể gửi qua người khác. Thì gửi qua người khác đấy thì nó sẽ hợp thời hơn, chờ mình đến nơi người ta chết đói mất rồi. Và có nhờ có những người này người kia người ta chuyển đến nhanh hơn. Thì cái đấy nó lại không phải là tận tay nhưng nó hợp thời. Nó hợp thời và nó có thể làm lợi lạc, có lợi ích cho cái người thọ nhận đó. Thì cái này thì nó lại tốt về cái mặt đó. Cho nên là cái bố thí mà có lợi ích cho người thọ thí thì mình sẽ có phước. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Tấn Tâm An. Các vị thánh đã chứng quả dự lưu, tái sanh tối đa 7 lần rồi chứng niết bàn. Nếu tái sanh ở lần thứ 2 hay thứ 3 làm người thì khi sinh ra vị đó đã chứng quả dự lưu luôn, tức là bậc thánh không vi phạm giới, hay còn là phàm nhân có thể phạm giới và tu tập lại ạ? Nếu vị ấy mà đã chứng sơ quả dự lưu rồi, kiếp sau nếu vị ấy sinh lại làm người thì cái ngay lúc ở trong bụng ấy vị ấy cũng là dự lưu, vị ấy vẫn là một bậc thánh dự lưu và người mẹ ấy đang mang thai một bậc thánh nhân. Vậy nên là với một cái bậc thánh nhân sinh ra ở đâu gia đình cũng được hạnh phúc vì cái phước của vị ấy. Rồi khi vị ấy sinh ra một đứa trẻ chưa biết gì, vị ấy cũng là một bậc thánh nhân. Vị ấy lớn lên vị ấy chẳng biết mình là thánh nhân nhưng vị ấy vẫn là thánh nhân, và nó sẽ biểu hiện nó ở cái ba cái. Đó là vị ấy có chánh ngữ, vị ấy không nói dối được. Dù có sống ở trong môi trường nó xấu xa bậy bạ tục tĩu hơn đâu, vị đấy cũng không nói xấu được, vị đó cũng không nói dối, nói những lời bất thiện độc ác được, vị ấy vẫn phải nói sự thật. Vị ấy không thể nào sống bằng cái việc bất thiện được, vị ấy không thể sát sinh được. Ai có sát sinh thì sát sinh, dù vị ấy có thể sinh ra trong một gia đình sát sinh, vị ấy có thể đi cầm binh đao cho người khác sát sinh thì được, nhưng vị ấy không thể sát sinh được. Vị ấy có thể lấy phải những cái ông chồng làm nghề săn bắn, vị ấy có thể là mang cung tên ra đấy đi bắn đi, nhưng mà vị ấy sẽ không bao giờ trực tiếp đi làm được việc ấy. Vị ấy không thể nào là có cái chánh nghiệp, vị ấy không thể nào sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu được. Vị ấy không thể nào sống bằng tà mạng được, tức là vị ấy không thể đi lừa đảo, lừa dối ai để kiếm đoạt cái tài sản của người khác bằng những cái nghề nghiệp bất chính được. Vị ấy là một cái đấy, là cái vị đấy dù vị ấy không hề biết mình là dự lưu thì vị ấy cũng có những cái tính chất của một bậc thánh nhân như vậy, là có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, và đặc biệt là cái sự chân thật của vị ấy sẽ rất lớn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mai Duy Đông trên Zoom. Khi hành thiền hơi thở, khó được thả lỏng đầu và cổ để cho đầu và cổ có thể hơi nghiêng một cách tự nhiên được không ạ? Và thỉnh thoảng mới tác ý cho đầu và cổ ngay ngắn,
hay phải giữ đầu và cổ ngay ngắn suốt thời thiền ạ? Cứ nên giữ đầu thẳng và giữ thân thẳng, đầu thẳng. Còn trong lúc ngồi ấy, có những người do cái định nó sâu, bị nó cuốn hút vào cái tâm định đấy, nó có thể hơi nghiêng qua nghiêng lại vì chả hề biết gì cả. Khi ngồi rồi nó chẳng biết gì đến cái thân nữa, nếu như cái định nó sâu, vì nó không thể biết được cái thân mình đang ngồi như thế này nó thẳng hay nó ngay, đầu mình nó nghiêng hay nó thẳng được. Mình lúc ấy bị toàn tâm toàn ý chỉ hướng vào cái đối tượng, cái đề mục thiền rồi, vì nó chẳng biết. Thì có những người tự nhiên nó nghiêng sang bên này, ngả bên kia, người khác thì nhìn thấy nhưng vị đấy không thấy. Còn nếu như khi vị đó cảm nhận được thì vị đó sẽ điều chỉnh lại cho nó thẳng lại, chứ cũng không nên để nghiêng vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Như Bình. Con được nghe sư giảng khi tụng kinh thì không dùng giai điệu ngân nga. Tuy nhiên, con được nghe bài kinh Pháp Cú của Đức Phật do một vị sư khác soạn lại lời thành thể thơ. Tuy lời thơ có khác với bài kinh Pháp Cú do chùa Phúc Minh ấn tống và phát hành, nhưng con nhận thấy giữa hai bài này để về mục đích giáo dục con người đều là tránh làm điều ác và cần làm điều thiện. Con cũng muốn đọc và nghe rồi tu tập theo nội dung bài kinh Pháp Cú được soạn theo thể thơ ấy, thì có lên không ạ? Khi mà những cái bài cú theo thể thơ nó vần vần, nó âm điệu nghe nó dễ nhớ, dễ đọc thì không sao. Chỉ có cái là cái người đọc ấy, cái người đọc mình không nên cố gắng mình luyện cho cái giọng nó thành cái giọng du dương, nó thành cái giọng ngân nga, nó thành cái giọng mà nó có thể sinh ra cái tham ái. Thì là tham ái đối với cái giọng đó, là khi mà mình giọng quá ngân nga và nó có cái tác ý là muốn làm cho cái giọng mình hay, và mình say sưa với cái giọng hay ấy, rồi cái người khác nghe cái giọng đấy rồi cũng say sưa theo, thế thì nó bị loạn tâm. Những cái giọng mà nó quá là thướt tha như vậy thì nó sẽ sinh ra cái sự ái luyến đối với cả cái người đọc và cái người hát và cái người nghe hát đó. Và chính vì vậy nó làm ảnh hưởng đến việc hành thiền. Cái vị đấy sẽ bị động tâm khi mà nghe thấy cái giọng ngân nga đấy, cái tham ái nó khởi lên là nó động tâm, nó bị ô nhiễm tâm. Và đó, chính vì cái điều đó nên Đức Phật mới ngăn ngừa, nói là không được ca hát và không được tụng đọc theo cái nối ngân nga ca hát. Chứ còn nó chỉ là một cái vần thơ thì không sao. Vần thơ nó như vậy nhưng mình không đọc thành cái giọng ngân nga ca hát thì không sao. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đỗ Thị Hậu trên YouTube. Việc cúng dường, bố thí và làm việc thiện có trổ quả, tu tập tốt luôn được không ạ? Có trổ quả tu tập tốt, bởi vì những thiện pháp nó hỗ trợ nhau. Khi mình bố thí cúng dường ấy, nó tăng thêm cái đức tin, nó tăng thêm cái hoan hỷ, nó tăng thêm cái sự tự tin. Vì cái người đấy biết rằng là mình là một cái người sống hào phóng, mình là một cái người sống hướng thiện, mình là một cái người có đức tin. Và mình sẽ cảm thấy hân hoan, hoan hỷ về chính bản thân mình. Những cái người nào mà làm việc xấu, sống ích kỷ, nhỏ nhen thì cái người đấy tu tập rất là chật vật, khó khăn. Người đấy sẽ rất khó khăn. Những người nào mà người ta càng nhân ái, người ta càng sống vị tha, càng có cái sự phục vụ và càng muốn cho cái người khác được lợi ích thì cái người đấy tu rất là dễ, người ấy sẽ tu rất là nhanh. Vậy nên là cái người nào càng có cái lòng nhân ái vị tha, cái người ấy sẽ càng có cái sự tu tập dễ dàng chứng đắc. Ở trong cái tâm họ, cái tâm thiện nó mạnh, thiện tâm nó mạnh. Còn cái người sống ích kỷ, người sống hẹp hòi, người sống vị kỷ, người chỉ biết lo cho bản thân mình, chỉ biết lợi ích cho mình, chỉ mong muốn người khác phục vụ mình, không bao giờ biết làm lợi ích cho ai, cái người đấy tu không thành tịnh. Mà nhất là cái người nào có cái tâm ích kỷ mà lại còn hay ghen tị với người khác, sống mà cứ luôn luôn thấy người khác làm việc tốt là mình không hoan hỉ mà mình lại ghen tị, thì đảm bảo cái người đấy suốt kiếp này không tu chứng được những pháp thượng nhân.
Còn những người thứ nhất là mình luôn luôn hoan hỷ khi thấy người khác làm việc tốt, hoặc mình hoan hỷ với việc làm tốt của mình, và mình sống là cái người sống vì lợi ích của mọi người nhiều, thì cái người đấy khi tu tập sẽ rất nhanh chóng thành tựu. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Quý Tú. Một hành giả giữ năm giới là thường giới, nỗ lực tu tập thiền định nhưng vẫn còn phát sinh quan hệ nam nữ với vợ hoặc chồng mình thì có thể đắc thiền được không ạ? Theo con được biết thì sơ thiền là trạng thái ly dục, ly bất thiện pháp, là pháp đối nghịch với dục lạc. Như vậy, nếu muốn đi theo lộ trình giới định tuệ như trường thiền Pa Ao mà một hành giả vẫn còn quan hệ với vợ chồng thì liệu có đắc thiền định được không ạ? Đối với một bậc thánh sơ quả thì chỉ mới diệt trừ được ba kiết sử, đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Bậc thánh nhị quả thì giảm phần lớn hai kiết sử tiếp theo là dục ái và sân hận, nhưng vẫn còn chỉ đến bậc thánh tam quả bất lai mới diệt trừ hoàn toàn được dục ái và sân hận, và không thể phát sinh việc quan hệ với vợ chồng được nữa. Như vậy, đối với một bậc thánh sơ quả và nhị quả thì vẫn có thể xảy ra chuyện vợ chồng, phải không ạ? Cái việc chứng thánh với chứng thiền nó khác nhau. Với một cái người mà muốn tu chứng thiền thì vị ấy phải ly dục. Vì vậy cho nên là trong cái pháp để mà thực hành thiền luôn luôn đi kèm với bát quan trai giới, trong đó có cái giới là không hành dâm, không ca nhạc múa hát đấy, để xa lìa những cái tâm mà nó ô nhiễm. Nhưng mà cái người đấy có cái tà kiến trong cái sự thọ hưởng các dục này, cho rằng cái dục này là hạnh phúc an vui, thì cái người đấy sẽ không bao giờ đắc được thiền, không bao giờ đắc được đạo quả. Còn có những người thì coi cái dục đấy như là nửa thiêu, như là nửa đốt, và không có hoan hỉ, không hài lòng, và luôn luôn có sự nhàm chán, luôn luôn có cái ý định muốn xa lìa từ bỏ, thì cái người ấy mới có thể tu chứng đắc được thiền. Và nếu như kể cả khi chứng thiền rồi mà vị ấy vẫn say sưa trong những cái sự tham dục ấy thì cái thiền đấy nó sẽ yếu, nó sẽ mất đi dần dần. Nó không có thể nào mà giữa một cái pháp thiền ly dục mà nó có thể song hành với cái hưởng dục, với cái tham dục được. Thì khi nào vị đó nhàm chán, ni tha thì vị đó mới thành tựu. Còn đối với một cái bậc thánh sơ quả và nhị quả, khi mà chứng đắc được thánh quả rồi, vị ấy vẫn còn hưởng, vẫn còn tham dục, vẫn còn có đời sống vợ chồng, nhưng mà các vị ấy không bao giờ có tà kiến trong tham dục, tức là vị đấy biết là tham dục là vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Tham dục này là ung nhọt, là bệnh hoại, là mũi tên, là cục biếu, là cục đờm, là ô uế, là ô nhiễm. Mặc dù vị ấy luôn luôn tỉnh giác, luôn luôn biết rõ như vậy, nhưng vì vị ấy chưa cắt được cái tham dục ấy, tham dục ấy nó vẫn khởi lên, vị ấy có thể vẫn có những cái hành động ấy, nhưng mà vị ấy luôn luôn cảm thấy nhàm chán, gớm ghiếc đối với cái việc, cái hành động ấy, cái việc ấy. Vậy cho nên là đối với bậc thánh sơ quả, nhị quả, có thể vẫn có những cái hành động ấy, nhưng mà nó vẫn luôn luôn đi với cái tâm ghê tởm với cái việc ấy, tức là không còn có cái tà kiến, không còn ưa thích, không còn ham thích, không còn nghĩ rằng đây là hạnh phúc, đây là an vui, đây là cái đáng hưởng thụ nữa. Vì ấy chỉ coi đó nó là một cái bệnh chưa, mình đang đoạn trừ mà nó chưa hết mà thôi. Và dần dần vị ấy tin rằng nó sẽ hết ở tương lai, mỗi ngày nó sẽ một rút đi. Đây là một cái căn bệnh, nó cần được điều trị dần dần. Đấy là với bậc thánh sơ quả, nhị quả thì vẫn như vậy. Nhưng nếu như các bậc thánh ấy, có những vị có chứng thiền, có vị không chứng thiền. Nếu như vị nào mà đã chứng thiền thì vị ấy sẽ ni dục, không bao giờ sống hưởng dục nữa. Còn có những bậc thánh ấy, người ta chứng thánh quả nhưng người ta không chứng các tầng thiền, đã vẫn sống với cái cuộc sống bình thường, cho nên là vẫn bị những cái tham dục phiền não ấy nó chi phối. Vậy cho nên là có lần một vị thánh đệ tử Mahanam
đến hỏi Đức Phật là tại sao con vẫn bị tham dục tấn công, chi phối, an trú chế ngự ở trong tâm. Cho nên Đức Phật mới nói là tại vì ông còn thọ hưởng cái đời sống tại gia, thọ hưởng năm dục, cho nên là mới bị cái tham dục nó chi phối. Nếu như mà sống đời sống phạm hạnh xuất gia độc cư thiền định, nếu mà có sự chứng đắc cái tầng thiền rồi thì ông sẽ không bị những cái tham dục này nó chi phối nữa. Như vậy nếu mà một bậc thánh đệ tử mà có các tầng thiền để an trú thì sẽ thanh tịnh tuyệt đối, không còn bị tham dục nữa. Còn có những vị thánh đệ tử, vị ấy không an trú ở trong các tầng thiền, vị ấy sống vẫn quanh lăn lộn với thế gian, vì vị ấy chưa đoạn trừ được những cái tham dục ấy, nên là khi tiếp xúc với cái cảnh trần, vị ấy vẫn khởi nên những cái tham dục, nhưng mà nó luôn luôn có cái trí tuệ tỉnh giác, biết rõ tham dục ấy là bệnh hoạn và vị ấy đang dần dần điều trị và cắt đứt nó ở tương lai. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hiên Lê trên Zoom. Gia đình bên chồng nhà con, em trai chồng con sinh ra một bé gái bị đau. Con không biết có phải cháu bé bị bệnh đó là do nghiệp không ạ? Và phải tu tập như thế nào để cháu bé được mạnh khỏe? Vì cháu hay bị ốm lắm ạ. Bệnh gì? Bệnh đau ạ. Bệnh đau là bệnh gì? Là bệnh về lão ạ. Bệnh đau. Bệnh thiểu năng ạ. Thiểu bệnh năng à, là giống như là nó trí tuệ nó không phát triển bình thường ấy. Cái đúng là đã là bệnh thì là do nghiệp. Bệnh đa số thì bệnh bẩm sinh là do nghiệp, do những cái nghiệp ở quá khứ đã tạo rồi. Thì có cái nghiệp nặng, có nghiệp nhẹ, có nghiệp thời gian thì nó sẽ hết đi. Có những cái nghiệp nặng thì nó sẽ, cái người đấy sẽ bị có cái bệnh suốt cả cuộc đời. Cái này thì cái nghiệp thì mình không thể biết được. Có những nghiệp mình tạo kiếp gần đây, có những nghiệp mình tạo từ muôn vàn kiếp về trước. Bây giờ mình chỉ biết là nghiệp đã như thế thì phải chấp nhận cái nghiệp đấy và cứ sống như vậy và vẫn cứ điều trị theo tất cả những cái phương pháp gì ở thế gian để có thể làm cho cái bệnh đấy nó sẽ càng nhanh chóng được hết thì càng tốt. Các câu hỏi còn lại con xin để lại bữa sau ạ. Người hồi hướng Idam me bunyam asawa khajam vahamodu idame punyam nibbanasa pachajo hotu mama punya bhagam sabasathanam pachemi tesabe medamam punya bhagam napandu sadu sadu sadu.